Chào mừng quý bạn và các vị đến theo kinh điển giữa Nam Đan và Thanh Chương nhá. Thanh Chương là một vị ở sân nhà, còn Nam Đan tới làm khách của Thanh Chương nhá. Chủ trâu bên phía Thanh Chương là ông Trần Nam Trung. Còn phía bên Nam Đan là ông Khắc Chịn nha anh em. Trận đấu sẽ được diễn ra trong 2 phút tới anh em ơi. Hiện tại phía sân nhà đã vào vị trí chiến đấu. Sân khách là một con... Theo phân tích thì sân khách là một con để lối đánh ngang khá tốt nha. Còn sân nhà là những cú mọc mắt đầy uy lực. Đây là đồng chí Trâu khách đến từ Nam Đan. Anh giảm sẵn sàng đến sân nhà của Thanh Chương lên nha. Một con trâu khá to nha bạn. Thể xác ở bên 10 bên 8. Tuổi đời thì võ liệt Thanh Chương có tuổi đời nhiều hơn nha. Đến màn khởi động đến từ Nam Đan. Đây là chủ trâu ông Khắc Chịn nha. Theo các nghi nhắn thì trận đấu này chỉ có lượng thi đấu 10 phút anh em ạ. Hiện tại sân nhà có cửa rất là cao nha. Đây là nghề chân Đức Thẩm đến từ Thanh Ngọc. Xin chào, có là được 80 người gọi chưa? Sắp. Hiện tại tất cả các linh hỏa đã khởi động rồi anh em ạ. Bên phía Nam Đan đã tung ra lượng đội hình cứu hỏa mạnh nhất thế giới hiện tại nhá. Trận đấu hiện tại chưa diễn ra nhưng đã rất nóng rồi. Đây là màn khởi động đến từ Thanh Chương, đại diện cho sân nhà nhá. Đây là chủ trâu ông Trần Nam Trung, Trần Trung Nam. Ông là một trong những nghệ nhân nổi tiếng của Thanh Chương nhá. Chủ trâu nhà thì được đánh giá là một con sâu siêu móc mắt anh em ạ. Đây là đồng chí trâu sân nhà nhá. Hiện tại phía sân nhà có quãng đường chỉ có 200m thôi nhá. Còn sân khách là 40km anh em ạ. Hiện tại phía sân nhà đang tự tin rất cao anh em ơi. Hiện tại có một số người chen gọi vào nên màng nó đứt nhá. Anh em thông cảm đừng gọi vào nhá. Đây là đồng chí Trấu Khách nhá. Tuổi đời của anh ít hơn. Mặt khởi động của sân khách là rất tốt đấy các bạn. Sắp tới sẽ mua một Philicam với quay cho anh em xem nhá. Bên phía sân nhà đã vào vị trí chiến đấu rồi. Nếu sân nhà hổ láo thì cược ăn sẽ rất cao nhá.
Thì con tôi được ra được rồi. Bên phía sân nhà hiện tại rất nhiều người đánh anh em ạ. Trận đấu sẽ rút bụi trong vòng 1 phút tới nha. Hy vọng Hải Châu sẽ cống hiến cho các khán giả một trận đấu hay. Thái độ của sân nhà là quá nguy hiểm anh em ơi. Rồi cái chim của anh đã thả gần 1 mét rồi. Chắc chắn thì sân nhà sẽ tung ra đòn hổ lao anh em ạ. Vì sân nhà của anh là khá gần nhá. Phía Nam Đàn bắt đầu hoàn thiện những thủ cuối cùng. Thể trạng thì Nam Đàn có thể hình vượt trội hơn nhá. Thể trạng là bên 10 bên 8 anh em ạ. Thái độ của sân nhà là khá tốt. Sân nhà là con có mặt mùi đầy ăn tích. Bên phía Nam Đàn nó khẽ dè đang rụt mùi khá gần nhá. Không có hổ láo từ sân nhà anh em ơi. Không có hổ láo nhá. Không có hổ láo từ sân nhà. Sân nhà thể trạng khá khiêm tốn. Khi đầu đầu thì sẽ chênh lệch khá nhiều. Trận đấu này hy vọng sẽ hay nha anh em. Sân nhà với bộ mặt đầy lì lợm của anh. Liệu trâu nào để tung ra đòn trước tiên? Sân khách nếu tấn công trước thì anh sẽ chịu đấu đâu nhá. Với thể xác quá to thì hiện tại đang làm chung bước trận sân nhà. Thái độ là sân khách quá kém anh em ạ. Thái độ sân khách đang chung bước nhá. Wow! Một cú tấn công cự ly gần của sân khách khá tốt. Sân khách đánh khá tốt anh em. Quá sốc anh em ơi. Sân khách đánh khá sốc chứ. Wow. Wow. Một quả móc bắt đầy nguy hiểm đến từ sân nhà. Sân nhà với lợi thế những quả lùi đòn móc bắt khá nguy hiểm. Quá nguy hiểm về những đòn móc bắt đến từ sân nhà nè. Đó là nguy cơ tiềm ẩn cho sân khách. Sân khách đã chịu chiến đấu đây anh em ạ. Trận đấu này hy vọng sẽ cống hiến cho anh em được 15 phút nha. Linh Cửa đã làm việc ngay từ đầu. Thể xác là chênh lệch quá lớn. Thể xác là bên 10, bên 6 ta đánh bên 8 ta nha. Hiện tại Hải Châu đang ghi dấu khá lâu anh em ạ. Phía Nam Đàn có một đội hình cứu hỏa khá tốt. Một đòn móc đã không thành bàn đến từ Thành Trương nha. Tuy rằng anh lùi nhưng anh đã móc một quả khá tốt. Khách chưa có dấu hiệu để bỏ chạy nha anh em. Hiện tại Hải Châu cầu thủ khá lâu anh em ơi. Sắp rơi một chuỗi tấn công từ Hải Châu nhá. Hiện tại Hải Châu thăm dò khá lâu.
Vấn đề sức khỏe đang trở ngại rất lớn cho sân nhà. Hai trong cầu thủ khá lâu. Sân khách tiếp tục tấn công anh ơi. Mà chưa có đoàn đánh ngang nào từ khách nhá. Hy vọng sân nhà sẽ tung ra đòn mọc mắt quyết định trận đấu nhá. Sân khách chịu tấn công rất tốt chứ. Nhưng cuộc tấn công đánh ngang rất uy lực đến từ sân khách. Với việc tưới nước thế này thì làm trớn hay trâu anh em ạ. Trượt chân rất là nhiều nhá. Trận đấu này để quyết định được nhất phải 15 phút anh em ơi. Nguy cơ tiềm ẩn cho sân nhà sẽ là một lỗi chẹp giấy gai ở đâu kia nhỉ. Nếu bị nhận vào đó thì anh sẽ bị thua. Hải thủ thăm dò khá lâu. Trong vòng 3 phút hiện tại Hải Châu chưa đáp đòn nào. Không, anh đập chứ. Bị điện nè. Em đang đam á. Ơi bỏ đi. Liên tục là những bon nắm tay đến từ các cổ động viên anh em ạ. Đòn đã ra liên tục đấy anh em ơi. Thái độ Hải Châu là khá tốt chưa. Liệu sân nhà có đủ sức khỏe để đối đầu với sân khách không? Việc đánh vào bảng tái quá nguy hiểm đến từ sân khách. Đúng là trận đấu siêu kinh điển anh em ơi. Sân khách đang tận dồn dập nhá. Tới đây, một đường tới đi. Hiện tại phía sân khách đang làm chủ trận đấu anh em ơi. Hiện tại chủ trâu ông Trần Trung Nam đang đồng viên trâu nhá. Ông Nam, ông Trung là một trong những nghệ nhân nổi tiếng của Thạch Chương anh em ạ. Hiện tại đã lấy được bao nhiêu mặt anh em? Trận đấu này sẽ có thời gian lâu vì Hải Châu cầu thủ quá nhiều. Nghe tinh ơi. À, 254 rồi. Máy này bảo nó có 911 mặt thôi anh em ơi. Nhà là có sừng ngắn nha, có thể chắc nhỏ hơn nha. Nhà là phía bên tay phải, còn khách bên tay trái. Sân nhà là nhỏ hơn nha. Còn nó đại diện lâu đài, cái này là lâu đài không? Chuỗi tấn công bắt đầu. Việc tưới nước là làm sân khách trượt chân rất là nhiều nhá. Nguy cơ tiềm ẩn của sân khách sẽ là những đòn mọc mắt đến từ sân nhà. Nhưng hiện tại sân khách đang vô hiệu hóa rất nhiều nhá.
Nhà chập tạm đây anh em ạ. Wow, một đòn đánh khá sốc lên từ sân khách. Nhưng sân nhà cầu thủ rất tốt chứ. Sân nhà là có tận dụng cơ hội rất tốt anh em. Việc thả lòng của sân nhà thì đòn tấn công ngay từ sân khách nhá. Tới được bay. Nguy cơ sức khỏe là một vấn đề rất lớn cho sân nhà. Vẫn là những đòn tấn công để từ sân khách. Liệu sân khách tấn công quá nhiều sẽ bị đứt sân khách không? Nhà là bên áo xanh đang tưới nước nhá. Trận đấu này để quyết định vào 10 phút đây nhé mày. Wow! Đòn tấn công của sân khách là quá sốc. Việc đánh văng vào cổ thì anh là lợi thế rất nhiều nhá. Sân khách tận dụng cơ hội rất tốt đấy nhé mày. Nguy cơ tiềm ẩn cho sân nhà là một hàng thẹp gai đâu kia anh em ơi. Hiện tại thì không thể phân biệt bên nào khách nhà nữa nhá, vì hai đội có tinh thần ngang nhau. Mẫu của sân nhà đổ quá nhiều anh em ạ. Cú đánh trên lỗ tai đã làm sân nhà đổ máu khá nhiều. Còn phía sân khách đã bị thủng lỗ tai anh em ơi. Trận đấu quá nguy hiểm cho Hải Châu. Trận đấu có chất lượng rất tốt nhá. Không có dấu hiệu để nào cháu nào gãy cổ nhá. Để gãy cổ cháu nó không phải dàng vừa đâu. Quay ngang thế này thì phân biệt là trâu nhà sân nhà có trâu nhỏ hơn nhỉ. Hãy trong thăm cho khả kỳ việc ra đòn sẽ là Hải Châu đang tiết kiệm đòn rất nhiều anh em ạ. Đợt nếu mà thua thì họ lây lại cái đòn đi đánh đó. Chưa có đòn đánh nào quyết định nhá. Sân nhà tỏ ra rất súng. Việc đánh sát mặt đất thì hiện tại sân khách đã vô hiệu hóa rất nhiều quả móc đến từ sân nhà nhá. Sân khách là con đánh khá tốt. Anh đánh sát cứng mặt đất đây là anh em ạ. Dự kiến trận đấu này các lính của sẽ múc cạn cái áo đâu kìa anh em ơi. Quyết định tạt áo để lấy cả luôn nhá. Ủa hình dáng ngoài này khỏi bồn hàng cái đẹp lắm. Bên phía Thành Trương đã phải chi viện một đội cựu hòa đến từ Đỗ Lương anh em ơi. Thành Trương quá bên khỏi vốn là vật ngủ lắm. Đã lên 500 nha anh em. Dạ. Sẽ có coi mất. Không biết được. Hải Châu thăm cho khả kỹ. Ok, hiểu gắt tròi nhé. Thế dự đoán thì sẽ có 5 phút tới cho Hải Châu knock out nhé. Nếu đánh knock out 5 phút liên tục thì sẽ quyết định trận đấu anh em ạ.
Hiện tại bên phía Đức là sân nhà nhá, Đức Tự là sân nhà. Để hạ gục được sân nhà thì một thời gian khách phải trụ thời gian khá dài đấy anh em ạ. Vì nhà của con có lối đánh khá ly. Wow! Đã tấn công. Nhưng Hải Châu tận dụng cơ hội là rất tốt nha. Việc sơ hở của lưới đầu sẽ là tấn công ngay. Chỉ còn cái căng lưới thép gai 3 mét cho tôi anh em ơi. Quá nguy hiểm cho sân nhà. Đây là hàng thép gai quá nguy hiểm với 6 chắc lưỡi anh em ạ. Và được kiến cố rất chặt nhé. Sân nhà đang cổ thủ rất tốt. Quá nguy hiểm, đã vào thép gai thật anh em ơi. Chỉ còn có 3 mét cho tôi. Wow, một đòn móc mắt khá nguy hiểm. Việc móc mắt này là tiềm ẩn cho khách nhé. Sân nhà là con lùi tấn công rất tốt. Việc lùi của anh đã làm cho khách sơ hở và đã bị móc mắt nhé. Wow, quá nguy hiểm. Sân khách là con đánh ngang khá tốt đấy các bạn. Việc đánh ngang từ dưới lên thì đã làm sân nhà chung bước nhé. Sân khách đánh khá sát anh em ơi. Wow, sân nhà đang lùi khá sâu anh em ơi. Đó là khá sâu. Wow, những đòn đánh vào bảng trạng của sân nhà quá nguy hiểm. Sân khách là con chiến đấu khá tốt. Wow, sức khỏe là một vấn đề quá yếu cho sân khách. Wow, sân nhà, sân khách đã đánh đổ sân nhà em ơi. Việc đánh nổi hai chân của sân nhà thì sân khách đang nằm ưu thế chứ. Quá nguy hiểm cho sân nhà. Thể lực đang là một điểm yếu của anh. Sân nhà là còn quá cứ khối em ạ. Với thể xác lệch hai tà thì em anh đang đầu đầu với của con. Wow, quá nguy hiểm. Sân khách đã bị đổ anh em ơi. Một cú móc đã làm sân khách phải lật đổ. Một cú móc làm lật đổ sân khách em ạ. Quá nguy hiểm. Trận đấu đã vào kịch tính đấy nhá. Trận đấu đã vào giây phút kịch tính nhất. Một cú móc đã lật đổ sân khách. Trận đấu đây như gãy cận đấy nhá. Wow, một cú tỷ đề khá tốt trên sân khách. Sân khách không có dấu hiệu để bỏ chạy nhá. Sân khách quá cừ khôi. Lấy mắt luôn. Cú móc đẹp như kiểu Ronaldo nhá bạn. Liên tục những đòn lịch quả làm việc rất tốt. Rất là lộn xộn anh em ạ. Hiện tại tôi không có thể đứng được yên nữa. Cú được hết trực rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng đâu còn đủ đâu. Không có đứng đâu còn đủ à. Đánh thế này thì sân khách không đủ sức anh em ạ. Việc tấn công quá nhiều. Wow, đó là khá rát. Đó là quá nguy hiểm đến từ Hải Châu anh em ạ. Nhẹ thôi, được rồi, nhẹ thôi, đúng không? Này chứ có địch sức con chạy đi. Cú lật đổ được sân khách thì làm sân nhà lật lên hứng rất nhiều anh em ơi. Cú lật đổ khá đẹp đến từ sân nhà. Tình cửu làm việc không ngừng nghỉ.
Màu quái trao đổi khá nhiều. Cầm lửa này, em rửa cái bổ một cái này. Hai màu giá chấm chắc tạm này. Đòn của sân nhà quá nguy hiểm. Sân nhà đang tỏ ra rất súng anh em ơi. Trận đấu chắc lẽ là diễn chắc có lẽ là được 15 phút rồi. Để bỏ chạy thì phải 10 phút đây nhá. Không có điểm nhận nào để ô một thằng thẹp gái này vá vào thì là lời một điểm yếu rất nhiều cho sân nhà nhé. Cái đuôi sân nhà còn khá súng nhá. Này, wow, một cú vợt khá nguy hiểm đến từ sân nhà. Quạt súng anh em ơi. Wow, chưa thể chạy được. Sân khách tầm còn quá lì. Sân khách tầm quá lì anh em ạ. Anh tận dụng cơ hội anh để đánh vào cổ của sân nhà nhá. Quá nguy hiểm. Từ đầu ra rất là kịch tính nhá. Bây giờ đòn không thể vấn đề nữa. Bây giờ vấn đề là đồ ly nhá. Đặc biệt ra đòn quá nhiều thì làm tổn thương rất lớn cho sân khách. Wow! Một quả móc quá nguy hiểm. Một cú móc trình diện vào mắt quá nguy hiểm đến từ sân nhà. Sân khách đã bị tổn thương rất nhiều ở mắt anh em ạ. Với việc tuần cái sưng trại thì anh đã móc rất nhiều cho sưng phải của sân khách nhá. À, mắt phải của sân khách. Đúng trận đấu siêu kinh điển. Wow, tận dụng cơ hội rất tốt đến từ sân khách. Sân sâu khách là tận dụng sơ hở rất tốt anh em ạ. Dấu hiệu xuống sân của Hải Châu đã bắt đầu nhá. Hải Châu đã cổ thủ rất nhiều đấy nhá. Việc tưới nước thế này đây là một con dao hai lưỡi. Bây giờ sân nhà ra đòn rất là cụ thể chứ. Nó bắt đầu lại bậy đây. Hiện tại có một người nào gửi mậy cho tôi không lại cầm luôn. Dù hình chủ trực đang thuộc về sân khách anh em ạ. Với thở của anh khá to nhỉ. Quá kinh khủng. Wow, sân khách trong vùng khu móc vào cổ quá nguy hiểm. Quá móc quá nguy hiểm là từ sân khách. Sân khách đã móc hai phát vào cổ của sân nhà anh em ạ. Khu móc quá nguy hiểm. Sân khách là con tương đối lì anh em ơi. Việc đánh đóng cổ là làm mạo đổ rất nhiều cho sân nhà nhé. Nếu chiến thắng trận đấu này thì sân khách đúng là một kỳ tích. Mặc dù anh đã bị lật đổ đến 2 lần đấy nhá. Wow! Wow! Một đòn thứ ba cho sân nhà. Một đòn khoa rát. Sức khỏe đó là lời thề cho sân khách. Không thể gánh nổi được sân khách rồi anh em ơi. Mặc dù sân nhà là cai vào mắt nhá. Sân nhà là cai vào mắt của sân khách nhưng hiện tại anh không thể gánh được nữa. Quá nguy hiểm. Không thể, một cú gánh quá nguy hiểm.
Những sân khách làm con rất là khốn đấy nhá. Wow, quá gầm, quá khủng khiếp chạy trâu. Máu chảy ra đây mang đơn vị bằng lít đấy em ơi. Diệt ông ơi. Sân khách tỏ ra anh rất là trúng. Từ đầu có lượng khán giả khổng lồ nhá. Sân khách đã phải tụt chí mấy nhá. Nhưng liệu có đấy là dấu hiệu để anh bỏ chạy không? Nguy cơ tiềm ẩn cho sân nhà để làm một cái hồ sâu phía bên này. Vẫn là tấn công. Tấn công liên hồi anh em. Sân khách đã phải bỏ chạy. Một chiến thắng quá nghiệt ngã cho sân nhà nhá. Con cháu anh là bị lép vé rất nhiều. Sân khách chiến đấu rất là cứng gối nhưng cuối cùng anh phải bỏ chạy. Chúc mừng anh nào đánh ở sân nhà nhá.